Cơ hội tiếp tục dành cho Châu Thành. Và đây là Nguyễn Dũng. Châu Thành giành quyền phá bóng trước. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bóng Chuyền Học Sinh. Đây là set đấu thứ hai. Ok. Đây là trận đối đầu giữa Tim Tý Hùng và Châu Thành nha các bạn. Ở set đấu thứ nhất thì phía bên Châu Thành đang dẫn trước. Đây là cơ hội phản công dành cho phía bên Châu Thành. Thái Lộc. Các bóng tốt, điểm 2 trong cho Châu Thành. Điểm số thuộc về Châu Thành 2-0. Đây là cơ hội tiếp tục dành cho Châu Thành. Và cũng quá tốt của Hữu Trọng. 3-0. Và tiếp tục là điểm thuộc về phía bên Châu Thành 3-0. Hồi nay có nhiếp ảnh gia đứng cái tướng này về không? Quá tốt. Một pha đá bóng quá quy lực của Châu Sĩ Tín. Điểm 1-3 cho đội Tý Hùng. Trận đấu hết sức hấp dẫn các bạn. Hải Lộc chạm tới chắn ra ngoài. Mình dựng chắn bóng không thành công rồi. Và điểm thuộc về bên Châu Thành 4-1. Châu Sĩ Tín. Và những điểm tốt của Châu Sĩ Tín. 2-4 cho đội Tý Hùng. Điểm 2-4. Đó là pha bóng không qua lưới của Thành Huy. 5-2. Điểm chơi bên Châu Thành 5-2. Nguyễn Dũng vẫn còn. Hải Lộc không được rồi. Ở đây là cơ hội dành cho Thái. Trúng đầu luôn. Hữu Trọng. Và dứt điểm tốt của Hữu Trọng. Và điểm vẫn thuộc về bên Châu Thành 6-2. Cũng một tốt. Và đây là Nguyễn Dũng. Chạm tới trắng ra ngoài. 3-6 cho đội Tý Hùng. Điểm thuộc về bên Tý Hùng em ạ. 3-6. Hay quá. Và ngẫu hứng qua bách 2 của Huy Rôm. 7-3 cho Châu Thành. Quá tốt cho Huy rồi. Và điểm hiện tại là 7-3. Bóng bóng ra ngoài rồi. Điểm thuộc về Tý Hùng. Điểm 4-7. Điểm 4-7. Cơ hội phản công. Châu Sĩ Tín dẫn con. Tiếp tục là Châu Sĩ Tín. Chưa được luôn rồi. Hải Lộc. Chưa được. Quá tốt. Và đây là Nguyễn Dũng. Quá đẹp. Một pha bóng hai lá dành cho Nguyễn Dũng. Và tiếp tục là nổ sân là sẽ có tiền thưởng nha các bạn. Còn con điểm 5-7. Nhà tài trợ tiếp tục trao tiền thưởng cho những pha bóng highlight. Khi mà Nguyễn Dũng có pha đá bóng cấm dạch 3 m. Quá hấp dẫn ở giải 2K6 lần này nha các bạn. Không ai hết, Nguyễn Dũng là người đã sở hữu cho mình những pha highlight hấp dẫn tại giải lần này. Và đã thu về trong túi một khoản tiền kha khá rồi. Đến với giải lần này thì Sunshine đã tài trợ cho những pha highlight của các bạn khi cấm vạch 3m. Và Nguyễn Dũng là người đã sở hữu 2 quả highlight rồi. Mình muốn coi máy tắm cái bên đó sao rồi. Rồi mấy cái nổi xong sao chứ còn một sậy thôi nha. Mình đừng có làm những pha đờ mờ hấp dẫn coi. Về cắt khổ lắm. Tiếp tục sẽ đấu thứ hai. Tỷ số 5-7 cho đội Tý Hùng. Điểm số hiện tại là 5-7. Đó và dứt điểm của Ngọc Lâm. 5 cho Châu Thành. Điểm thuộc về các chàng trai phía bên Châu Thành. Vẫn là Nguyễn Dũng. Và các trên tầm của Nguyễn Dũng. Và điểm hiện tại là 6-8. Tuy là mang tên là đội Tý Hùng nhưng không hề Tý Hùng tí nào. Và cho bóng không thành công của Châu Sĩ Tín. Và điểm thuộc về phía bên Châu Thành. 9-6. Bóng lọt tay trắng. Tỷ số 9-6. Và bộ bóng tốt của Châu Sĩ Tín. Điểm 7-9. Điểm 7-9 cho đội Tý Hùng. Đừng chập nữa để dành chụp chung kết này nọ nữa, hết pin rồi. Hết mấy slot rồi. Vẫn là pha dứt điểm khá tốt của Hữu Trọng. Tầm cách tuy là không cao nhưng những pha lọt nách quá tốt của Hữu Trọng các bạn. Điểm 17 rồi. Và bóng không thành công. Và điểm thuộc về các chàng trai Tý Hùng. 8-10. Điểm 80. Vẫn còn. Đây cơ hội phản công. Nguyễn Dũng. Và điểm tốt của Nguyễn Dũng em ạ. Điểm 9-10 cho đội. Và điểm hiện tại là 90. Khoảng cách chỉ còn là 1 điểm thôi. Ngọc Lâm vẫn còn cơ hội nè. Và điểm tốt của điểm 10 đều Nguyễn Dũng. Và điểm số được quân bình 10 điều. Hải Lộc. Và điểm của Thái Lộc ra ngoài rồi. Và điểm thuộc về cái chàng trai Tý Hùng. 11-10. Đã có dịu xin hủy phía bên Châu Thành rồi. Sau khi liên tục dẫn điểm thì giờ đây các chàng trai Tý Hùng đã vươn lên dẫn trước Châu Thành với tỷ số 11-10. Đây là sân Đông Lăng, tọa lạc tại Phước Minh Dương Minh Châu Tây Ninh. Khu phức hợp thể thao Bách Quá luôn nha các bạn. Tiếp tục trận đấu nha các bạn. Đội Tý Hùng phá bóng, tỷ số 11-10. Quá tốt. Và đó là pha điểm của Thành Huy. Thì có chiều cầu không được tốt nhưng vừa rồi Thành Huy có một pha dứt điểm quá quy lực các bạn. Và điểm số hiện tại là 12-10. Vẫn còn cơ hội. Vẫn là phải điểm tốt của Nguyễn Dũng, mang về điểm thứ 13 cho đội Tí Hon. 13-10 rồi. Tuy liên tục bị dẫn điểm nhưng giờ đây đội Tí Hon đã vươn lên dẫn trước các bạn. Đá bóng tốt. 11 13. Điểm 11 13. Bóng ra ngoài rồi. Bóng ra ngoài. 14 11. Điểm 14 11. Điểm kết thúc trận đấu dành cho Tí Hon. Đó là pha điểm tốt của Ngọc Lâm. Có bóng tốt, điểm 12 14. Điểm 12 14. Đây là cơ hội kết thúc trận đấu dành cho Tí Hon. Khả năng cao là sẽ là Nguyễn Dũng cắt bóng. Quá tốt. Kết thúc trận đấu thứ hai 15 12 tỷ số. Như vậy kết thúc set đấu thứ hai. Hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1 các bạn. Bước vào set đấu thứ ba. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.